Chào mừng các em đến với bài giảng môn công nghệ lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài giảng hôm nay có tựa đề bài số 5, phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm. Sau khi học xong bài này, các em sẽ nêu được vai trò, ý nghĩa của bảo quản và chế biến thực phẩm. Thứ hai, trình bày được một số phương pháp bảo quản, chế biến thực phẩm phổ biến. Chế biến được một số món ăn đơn giản theo phương pháp không sử dụng nhiệt. Thứ ba là trình bày một số biện pháp đảm bảo vệ sinh trong bảo quản và chế biến thực phẩm. Và thế nào là một món ăn ngon? Thực phẩm có thể được bảo quản và chế biến như thế nào để có được những bữa ăn hợp lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm? Nội dung này các em có thể để lại bình luận bên dưới video. Nội dung nhất, khái quát về bảo quản và chế biến thực phẩm. 1. Vai trò, ý nghĩa của bảo quản và chế biến thực phẩm. Như bảo quản thực phẩm là quá trình xử lý thực phẩm có vai trò kéo dài thời gian sử dụng mà vẫn đảm bảo được chất lượng và chất dinh dưỡng của thực phẩm. Chế biến thực phẩm là quá trình xử lý thực phẩm để tạo ra các món ăn được đảm bảo về chất dinh dưỡng và sự đa dạng, hấp dẫn. Vậy câu hỏi số 1, bảo quản thực phẩm có vai trò gì? A. Làm chậm quá trình thực phẩm bị hư hỏng. B. Bảo quản chất lượng và chất dinh dưỡng của thực phẩm trong thời gian dài. C. Làm chậm quá trình thực phẩm bị hư hỏng, kéo dài thời gian sử dụng mà vẫn đảm bảo được chất lượng và chất dinh dưỡng của thực phẩm. D. Ngăn chặn việc thực phẩm bị hư hỏng. Và đáp án sẽ là C. Nhưng bảo quản thực phẩm có vai trò làm chậm quá trình thực phẩm bị hư hỏng, kéo dài thời gian sử dụng mà vẫn đảm bảo được chất lượng và chất dinh dưỡng của thực phẩm. Câu số 2, chế biến thực phẩm có vai trò gì? A. Xử lý thực phẩm để tạo ra các món ăn. B. Xử lý thực phẩm để bảo quản thực phẩm. C. Tạo ra các món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, đa dạng và hấp dẫn. D. Xử lý thực phẩm để tạo ra các món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, đa dạng và hấp dẫn. Vậy trong bốn đáp án này, các em chọn đáp án nào? Hãy để lại bình luận bên dưới video. Và đáp án sẽ là D. Nhà chế biến thực phẩm có vai trò xử lý thực phẩm để tạo ra món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, đa dạng và hấp dẫn. Câu số 8, tìm phát biểu sai về các biện pháp bảo quản thực phẩm. A. Rau củ ăn sống nên rửa cả quả, gọt vỏ trước khi ăn. B. Rửa thịt cá sau khi cắt thành từng lát. C. Không để ruồi bọ đậu vào thực phẩm. D. Giữ thịt cá ở nhiệt độ thích hợp để sử dụng lâu dài. Thì trong bốn phương án này, phương án là phương án sai. Hãy để lại bình luận bên dưới video. Và đáp án đúng sẽ là B. Thì không nên, chúng ta không nên rửa thịt cá sau khi đã cắt thành từng lát. Bởi vì là như vậy sẽ làm mất đi các chất dinh dưỡng. 2. An toàn vệ sinh thực phẩm trong bảo quản và chế biến thực phẩm. An toàn vệ sinh thực phẩm là biện pháp điều kiện cần thiết để giữ cho thực phẩm không bị biến chất, không bị chất độc, vi khuẩn có hại xâm nhập vào, giúp bảo vệ sức khỏe con người. Trong bảo quản và chế biến thực phẩm, cần giữ thực phẩm trong môi trường sạch sẽ, có chứa đậy để tránh bụi bẩn và các côn trùng. Để riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín, rửa tay sạch trước khi chế biến thực phẩm. Sử dụng riêng các dụng cụ dành cho thực phẩm sống và thực phẩm chín. Câu số 3, biện pháp nào sau đây có tác dụng phòng tránh nhiễm độc thực phẩm? A. Không ăn những thức ăn nhiễm độc tố. B. Dùng thức ăn không rõ nguồn gốc rõ ràng. C. Sử dụng đồ hộp hết hạn sử dụng. D. Ăn khoai tây một mâm. Vậy trong bốn phương án này, phương án đúng sẽ là A. Vậy để phòng tránh nhiễm độc thực phẩm, chúng ta không nên ăn những thức ăn có nhiễm độc tố. Câu số 4, trong các biện pháp sau, biện pháp nào đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm? A. Sử dụng chung thớt để chế biến thực phẩm sống và thực phẩm chín trong cùng một thời điểm. B. Chỉ sử dụng thực phẩm đóng hộp có ghi rõ thông tin cơ sở sản xuất, thành phần dinh dưỡng và còn hạn sử dụng. C.
để lẫn thực phẩm sống và thực phẩm chín với nhau. D. Không chia lại thực phẩm sau khi nấu chín. Và trong 4 phương án này, phương án đúng sẽ là B. Những biện pháp để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là chỉ sử dụng thực phẩm đóng hộp có ghi rõ thông tin cơ sở sản xuất này, thành phần dinh dưỡng và còn hạn sử dụng. Chương 1 khám phá. Hãy kể tên các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm khi chế biến món ăn ở nhà mà gia đình em đã thực hiện. Và nhà gia đình em đã thực hiện những biện pháp nào? Hãy để lại bình luận bên dưới video. Và một số hướng dẫn để nhận biết thực phẩm an toàn. Để nhận biết thực phẩm an toàn, thứ nhất đối với thịt, thịt phải có màu hồng đặc trưng, đàn hồi và thớt thịt chắc, không chảy nước, không có mùi lạ. Và rau củ quả còn tươi, nguyên vỏ, không đập nát, không một mầm. Đối với các loại hải sản còn tươi sống, có màu sắc mùi tanh tự nhiên. Đối với thực phẩm đóng hộp có thông tin về cơ sở sản xuất, còn hạn sử dụng, thành phần rõ ràng. Và số 10, hãy đọc nhãn một số thực phẩm dưới đây và cho biết các thông tin quan trọng như là tên thực phẩm, thành phần, cách sử dụng, cách bảo quản, ngày sản xuất, hạn sử dụng, khối lượng. Như chả tôm bao xả, thịt ba chỉ, rau muống hữu cơ. Và đáp án sẽ là nhất. Tên sản phẩm đó là chả tôm bao xả. Thành phần của chả tôm bao xả là thịt lợn, tôm, gia vị, chất phụ gia. Khối lượng của chả tôm bao xả là 200g. Cách bảo quản chả tôm bao xả là ngăn đá tủ lạnh âm 18 độ C. Cách chế biến là rán thực phẩm khi dầu đạp âm 100 độ C. Ngày sản xuất là ngày 1 tháng 10 năm 2020. Hạn sử dụng là 6 tháng kể từ ngày sản xuất, tức là kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2020. Tên sản phẩm thứ hai là rau muống hữu cơ. Thành phần là rau muống. Khối lượng là 500g. Cách bảo quản ở nhiệt độ mát, tránh ánh nắng mặt trời. Cách chế biến luộc, nấu, xào. Ngày sản xuất là ngày 10 tháng 5 năm 2020. Hạn sử dụng là 3 tháng kể từ ngày thu hoạch. Ngày sản xuất khác, ngày thu hoạch khác. Ngày sản xuất là ngày 10 tháng 5. Mà ngày thu hoạch đây là có thể là tháng 4, ngày tháng 5, hoặc có thể tháng 3, 4 gì đó. Tên sản phẩm là thịt ba chỉ. Thành phần đó là thịt lợn ba chỉ. Khối lượng là 0,355kg. Cách bảo quản là làm lạnh, đông lạnh. Cách chế biến là chế biến tùy nhu cầu sử dụng. Ngày sản xuất là ngày 1 tháng 3 năm 2020. Hạn sử dụng là 3 ngày kể từ ngày sản xuất. Bảo quản ở nhiệt độ từ 0 đến 4 độ C. Thời gian 3 tháng là kể từ ngày sản xuất, nếu nhiệt độ là từ âm 12 đến âm 18 độ C. Ngày thời gian hạn sử dụng tùy thuộc vào cách bảo quản. Bảo quản lạnh hay là bảo quản đông lạnh. Chương 1 khám phá. Gia đình em thường bảo quản thực phẩm bằng phương pháp nào? Hãy trình bày cách làm của một số phương pháp bảo quản cụ thể. Và gia đình em có những biện pháp nào? Hãy để lại bình luận ở bên dưới video. Nội thứ hai, một số phương pháp bảo quản thực phẩm. 1. Làm lạnh và đông lạnh. Làm lạnh và đông lạnh là phương pháp sử dụng nhiệt độ thấp để ngăn ngừa làm chậm sự phát triển của vi khuẩn. Làm lạnh bảo quản thực phẩm trong khoảng nhiệt độ từ 1 độ C đến 7 độ C thường được dùng để bảo quản thịt cá, trái cây, rau củ, v.v. trong thời gian từ 3 đến 7 ngày. Đông lạnh bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ dưới 0 độ C thường được dùng để bảo quản thịt cá trong thời gian dài từ vài tuần đến vài tháng. Hiện nay, tủ lạnh, tủ đông thường được sử dụng để bảo quản thực phẩm theo phương pháp này. Đây là phương pháp bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh hoặc là tủ đông, tầm đông, tầm làm khô. Làm khô là phương pháp làm bay hơi nước trong thực phẩm để ngăn chặn vi khuẩn làm hỏng thực phẩm, như hình 5.2. 5.2 là bảo quản cá bằng phương pháp làm khô.
Cách làm này thường được dùng để bảo quản nông sản, thủy sản và hải sản. Nhìn để làm khô, có thể phơi thực phẩm dưới nắng mặt trời hoặc là sử dụng máy sấy, có thể là lò sấy. 3 là ướp. Ướp là phương pháp trộn một số chất để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm vào thực phẩm để diệt và ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn làm hỏng thực phẩm, như hình 5.3. Bảo quản cá bằng phương pháp ướp muối. Phương pháp này thường được dùng để bảo quản thực phẩm như thịt cá. Muối là chất được sử dụng phổ biến khi ướp. Câu 5. Phương pháp nào sau đây là phương pháp bảo quản thực phẩm? A. Làm lạnh và đông lạnh. B. Luộc và trộn hộp. C. Làm chín thực phẩm. D. Nướng vào muối chua. Các em lựa chọn phương án nào, hãy để lại bình luận bên dưới video. Một số phương pháp chế biến thực phẩm. 1. Chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt. A. Luộc. Luộc là phương pháp làm chín thực phẩm trong nước, thường được dùng để chế biến các thực phẩm như thịt, trứng, hải sản, rau, củ, như hình 5.4, đó là rau củ luộc. Ưu điểm của phương pháp này: phù hợp với chế biến nhiều loại thực phẩm, đơn giản và dễ thực hiện. Hạn chế là một số vitamin trong thực phẩm có thể bị hòa tan trong nước. B. Kho. Kho là làm chín thực phẩm trong lượng nước vừa phải với vị mặn đậm đà, thường được dùng để chế biến các loại thực phẩm như cá, thịt, củ cải, v.v. như hình 5.5. Hình 5.5 là thịt lợn kho. Ưu điểm là món ăn mềm, có hương vị đậm đà. Nướng là làm chín thực phẩm bằng sức nóng trực tiếp của nguồn nhiệt, thường được dùng để chế biến các thực phẩm như thịt, cá, khoai lang, khoai tây như hình 5.6, là thịt xuyên quê nướng. Ưu điểm: món ăn có hương vị hấp dẫn. Hạn chế: thực phẩm dễ bị cháy, gây biến chất. D. Chiên, hay còn gọi là rán. Rán là chiến thực phẩm trong chất béo ở nhiệt độ cao, thường được dùng để chế biến các loại thực phẩm như thịt gà, cá, khoai tây, ngô như hình 5.7. Hình 5.7 là cá rán. Ưu điểm: món ăn có độ giòn, độ ngậy. Hạn chế: món ăn nhiều chất béo. Nhờ thông tin bổ sung thêm là chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, nếu như sử dụng nhiều món ăn được chế biến bằng các phương pháp như rán, nướng, có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh béo phì, tim mạch, tiểu đường, v.v. Khi chế biến không đúng cách, thực phẩm sẽ bị biến chất, có khả năng gây ung thư, đường tiêu hóa, dạ dày. Chương mục khám phá. Trong các phương pháp chế biến thực phẩm sử dụng nhiệt như trên, hãy sử dụng phương pháp nào có nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm nhất? Hãy giải thích về sự lựa chọn của em. Nhà trong các phương pháp chế biến có sử dụng nhiều ở trên, phương pháp nào là mất an toàn vệ sinh thực phẩm? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và giải thích cho cái việc lựa chọn đó. 2. Chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt. A. Trộn hỗn hợp. Trộn hợp đó là phương pháp trộn các thực phẩm đã được chế biến hoặc làm chín kết hợp với các gia vị tạo thành món ăn. Rau trộn dầu giấm, nộm là những món ăn được chế biến bằng phương pháp này. Ưu điểm: dễ làm, thực phẩm giữ nguyên được màu sắc, mùi vị và chất dinh dưỡng. Hạn chế: cầu kỳ trong việc lựa chọn, bảo quản và chế biến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hình 5.8, rau trộn dầu giấm. B. Muối chua. Muối chua đó là phương pháp làm cho thực phẩm lên men, vi sinh trong thời gian cần thiết, được dùng để chế biến các loại thực phẩm như rau cải bắp, rau cải bẹ, su hào, dưa chuột. Ưu điểm: dễ làm, món ăn có vị chua, kích thích vị giác khi ăn. Hạn chế: món ăn nhiều muối gây hại cho cơ thể, nếu để chua quá sẽ không tốt cho dạ dày. Hình 5.9, dưa chuột muối. Đây là món dưa chuột muối. Câu số 6. Nhóm phương pháp nào
Sau đây không phải là phương pháp chế biến thực phẩm. A. Ướp và phơi. B. Rang và nướng. C. Xào và muối chua. D. Rán và trộn dầu giấm. Vậy phương pháp không phải là phương pháp chế biến ướp và phơi. Chất như thế nào trong thực phẩm dễ bị hao tổn nhiều trong quá trình chế biến? A. Chất béo. B. Tinh bột. C. Vitamin. D. Chất đạm. Các em lựa chọn phương án nào, hãy để lại bình luận bên dưới video. Chất dưỡng trong thực phẩm dễ bị hao tổn nhiều trong quá trình chế biến đó là vitamin. Câu 9. Đặc điểm phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt là: A. Dễ gây biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm. B. Làm chín thực phẩm bằng nhiệt cao trong thời gian thích hợp. C. Gần như giữ nguyên được màu sắc, mùi vị, chất dinh dưỡng của thực phẩm. D. Làm chín thực phẩm trong môi trường có nhiều chất béo. Vậy phương pháp không sử dụng nhiệt là: C. Gần như giữ nguyên được màu sắc, mùi vị, chất dinh dưỡng của thực phẩm. Đó là đặc điểm của phương pháp không sử dụng nhiệt. Câu số 1. Hãy ghi các phương pháp bảo quản phù hợp với các thực phẩm trong hình bảng 5.1. Như trong cái bảng 5.1 này có các thực phẩm như thịt bò, tôm tươi, rau cải, quả chuối, khoai tây, lạc nhân, cá, củ cải đường, sữa tươi. Và phương pháp bảo quản thực phẩm thích hợp cho các loại thực phẩm đó là: thịt bò có thể là làm lạnh sử dụng trong thời gian ngắn, hoặc đông lạnh được sử dụng trong thời gian dài. Tôm tươi làm lạnh sử dụng trong thời gian ngắn, đông lạnh sử dụng trong thời gian dài. Và bước phá thứ ba là làm khô. Rau cải bảo quản nó là làm lạnh. Quả chuối có thể là làm lạnh hoặc làm khô. Khoai tây có thể là làm lạnh. Lạc nhân phương pháp bảo quản chính là làm khô. Phần số 2. Hãy sử dụng các món ăn được chế biến bằng các phương pháp luộc và rán, trộn với hỗn hợp và muối chua. Hãy so sánh các cặp phương pháp luộc, rán, trộn hỗn hợp và muối chua. Thứ nhất đó là luộc và rán. Giống nhau là cùng là phương pháp chế biến món ăn có sử dụng nhiệt. Khác nhau: luộc là làm chín thực phẩm trong môi trường nước, còn rán là làm chín thực phẩm trong môi trường chất béo. Cái khác thứ hai, luộc là ít làm biến đổi chất, mà rán thì có nhiều khả năng làm biến đổi chất. Luộc phù hợp với nhiều loại thực phẩm, nhưng rán phù hợp với các loại thực phẩm nhất định. So sánh giữa trộn hộp và muối chua. Giống nhau là cùng là các phương pháp chế biến món ăn không sử dụng nhiệt. Khác nhau: trộn hộp là trộn các loại thực phẩm sau khi sơ chế hoặc là làm chín với các loại gia vị. Muối chua là làm cho thực phẩm lên men vi sinh vật. Đối với trộn hộp là thực phẩm giữ nguyên được màu sắc, hương vị, nhưng riêng muối chua thì thực phẩm có vị chua. Trộn hộp là lựa chọn chế biến bảo quản cầu kỳ, còn muối chua là không tốt cho sức khỏe. Câu 3. Hãy liệt kê các món ăn đảm bảo các yêu cầu nhưng có nhiều các loại thực phẩm cung cấp nhiều chất dinh dưỡng trong cùng một món ăn. Hãy để lại bình luận bên dưới video. Những các món ăn có thể là phở cuốn, nem rán, bánh xèo, phở trộn, pizza, lẩu các loại, vân vân. Đó là các món ăn trong ngày. Chương 1 luyện tập. Quan sát và cho biết các món ăn trong mâm cơm đã được chế biến bằng phương pháp nào. Có những món nào mà phương pháp chế biến chưa được giới thiệu ở trong bài? Ở đây cũng có nước luộc, cơm, tôm, thịt xiên quê, rau, nước mắm. Như trong các phương pháp đã giới thiệu trong bài như là
thì trong mâm cơm này phương pháp nào đã được giới thiệu, ví dụ cơm thì được chế biến bằng phương pháp nào, rồi thịt quê nè, thịt xiên quê nè được chế biến bằng phương pháp nào, những phương pháp nào đã được giới thiệu và phương pháp nào chưa được giới thiệu trong bài. Hãy để lại bình luận bên dưới video. Kết nối nghề nghiệp. Đầu bếp là tên gọi dành cho những người chế biến món ăn ở các nhà hàng, quán ăn, khách sạn, v.v. Nghề đầu bếp đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khéo léo. Những người đầu bếp. Kết nối năng lực. So sánh phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt và phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt về cách làm, ưu điểm và hạn chế. Và trong các phương pháp chế biến sử dụng nhiệt và không sử dụng nhiệt có những ưu điểm và hạn chế gì? Hãy để lại bình luận bên dưới video. Chương 1 thực hành. Trong bài thực hành là chế biến món ăn. Hãy lựa chọn một trong hai món ăn sau để thực hành. Món 1 là món salad hoa quả. Món 2 là nộm đậu muống tôm thịt. Các em thích thực hành món nào? Hãy lựa chọn và để lại bình luận ở bên dưới video. Chương 1 vận dụng. Vận dụng 1. Giờ đây em thực sử dụng các phương pháp chế biến thực phẩm nào? Em có thể đề xuất thêm các phương pháp chế biến nào không? Vận dụng 2. Cùng với người thân trong gia đình hãy lựa chọn và chế biến một số món ăn có sử dụng nhiệt. Và sau khi xem xong video này, có những góp ý hoặc câu hỏi gì về bài, hãy để lại bình luận ở bên dưới video này nhé. Xin mời các em hãy đón xem video clip giới thiệu bài giảng tiếp theo. Dự án bữa ăn kết nối yêu thương. Và xin thành cảm ơn đã theo dõi video này. Và đừng quên bấm subscribe, tức là đăng ký kênh này. Bấm chuông để nhận thông báo mới khi có video mới đăng tải tiếp theo. Bấm like, tức là thích video này. Và share, tức là chia sẻ video này cùng với mọi người. Và bài giảng đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn các em và thầy cô giáo đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bài giảng tiếp theo.